Xin mời các anh nam ca sĩ cứ lên, chúng ta đừng có giấu tài. Xin tất cả quý vị cứ lên cho vui. Đó là anh Minh Khiết, anh đã đến từ San Jose, là một người
rất là nhiệt huyết với chúng ta. Và kính thưa quý vị, một tràng pháo tay để mời MV Tết trong nhạc phẩm Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa của Quốc Dũng. Xin cảm ơn em. Xin kính chúc các thầy cô, các anh chị tâm một chút được nhiều sức khỏe, vui tươi và hoàn thành mọi lần. Mình xa nhau nên em chưa biết chúng về đây thôi. Giọt sương vẫn rơi dù còn đi dài, mưa bóng hình dài. Trời mưa giăng lối, áo em lệ rơi. Thank you.
khách hàng dọc qua, hai khách hàng dọc qua. Thank you.
Xin cảm ơn trường hay một giọng hát quá tuyệt vời, và có coi như là đó là một cái quý của anh em nhạc sĩ chúng ta. Kính thưa quý vị, mỗi một khi dịp Tết về thì chúng ta lại nhắc đến những cái áo dài truyền thống của dân tộc. Áo dài ngày nay không những chỉ xứ Á Châu mà đã đang dần nổi tiếng khắp thế giới. Áo dài đó tuyệt vời đến nỗi chính những thi sĩ như Nguyên Sa cũng phải mơ màng mà nói đến những câu thơ để ca tụng áo dài. Thưa quý vị, nhà Nguyên Sa có viết: có phải em mang trên áo bay hai phần gió thoảng, một phần mây, hay là em gói mây trong đó rồi thổi cho làn áo trắng bay? Kính thưa quý vị, mời quý vị chính sẽ đây, đây là màn trình diễn áo dài của nha sĩ Sài Gòn đêm nay, và người trưởng ban của áo dài đó là chị Kim Loan. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay để chào đón áo dài của nha sĩ Sài Gòn. Chào đón xuân, mời anh chị.
cô mới nói thôi nhé, và cô đó sẽ cùng năm mươi bảy năm sau. Kính thưa quý thầy cô và cả quý vị quan khách, để nhằm mục đích bảo trì truyền thống của dân tộc Việt Nam và để kết chặt tình đoàn kết giữa các nha sĩ với nhau, năm nay chúng tôi hân hạnh được giới thiệu đến quý vị bốn thế hệ của nha sĩ Việt Nam. Dạ thưa, đi từ tuổi 81 cho tới tuổi 18 ạ. Xin lo xin giới thiệu với quý vị là cô Kim Tước. Cô là một giáo sư của Đại học Nha Khoa Sài Gòn trước đây. Cô được đi du học ở Mỹ và người cái gì là bé Hoàng Lan, bé 18 tuổi, là ái nữ của nha sĩ Huyền Nga. Kế tiếp chúng ta sẽ được giới thiệu đến chị Kim Liên, tức là phu nhân của anh Dương Đức Tài. Và chị Mỹ Dung là phu nhân của anh Lê Đại Khoa. Kế tiếp là thế hệ của nha sĩ Sài Gòn, trong đó có chị Tư Mai là con gái rượu của thầy Nguyễn Tư Mô. Và Kim Loan. Và sau đó là Kim Loan xin được giới thiệu hai nha sĩ ở Sài Gòn nhưng mà tốt nghiệp sau 1975. Đó là nha sĩ Ngô Thị Mỹ Thương và nha sĩ Huyền Nga. Đây mình tạm gọi là nha sĩ Sài Gòn đổi tên. Và đó là thành phần của chúng tôi hôm nay. Xin cảm ơn quý thầy cô và quý vị đã chú tâm theo dõi màn trình diễn áo dài của chúng tôi. Kính thưa quý vị, một vài ngày nữa là mùa xuân sẽ về. Mùa xuân đến, tay em còn hé nụ. Em nhớ nhé, trong vườn đầy hoa mọc, mở vòng tay ôm cả một trời xuân. Kính thưa quý vị, với những màn xuân như thế, chúng tôi xin giới thiệu một niên trường của chúng tôi là nha sĩ Kim Tước sẽ lên đây gửi một bài thơ đặc biệt để toàn chúc quý vị của đêm xuân sắp đến. Kính thưa quý vị, một tràng vỗ tay để chào đón chị Kim Tước. Nguyên lá phân quý một
cao sức yếu nhớ quê người, Việt Nam quê mẹ kính yêu, thương thương cả bao nhiêu mối tình, ước mong thế giới hòa bình, ở quê hương mẹ biết ơn người sinh ra, thương yêu và thương tâm hồn, hạnh phúc trong bọc, cả năm thiên, kính chúc thầy kính chúc thầy cô đức mẹ hiền, an khang trường thọ, yên yên bình yên. Chúc quý nhà sư trưởng mình có con hạnh phúc vinh vẻ của làng, ta thương thầy đạt và ba linh mùa xuân đón Tết và đến quê cao càng nhớ quê yên tâm tâm trí mãi đời lan hoa, biết bao kỷ niệm xuân xa đường xưa lối cũ hàng xa quen thuộc. Thầy nước hóa thôi quê mình ấu thơ núi sông hồ vĩ mơ nghĩa tình sông mạc thờ ơi sau này thế còn có lúc ngọc này người không ngồi hai xanh hai mình bản đồ chữ kết đẹp xinh cội nguồn ở quê mình con họ bất cầu người ước mong cầu được ước quý con đông trẻ già, ta thương nhung nhớ bao la nha qua sum họp, tràn hòa niềm vui, chúc các bạn tràn hòa niềm vui, hãy chơi đến đó thôi. Vâng, cảm ơn. Xin mời các bạn tất cả các bạn. Thưa quý vị, bài thơ đó đã sáng tác bởi Mạc Thanh Ngọc. Đó là một người lúc nào không có quên trường cũ thời xưa. Mọi năm bác đều đến như hôm nay vì tuổi hạc đã cao và sức khỏe. Thành ra đến giờ chót bác đã không đi được. Kính thưa các anh chị, ở quê hương chúng ta, nếu nói đến xứ Huế, không ai mà không biết hết bao nhiêu thơ mộng. Chúng ta có nghe câu thơ Huế thương biết mấy cho vừa, thương o an kịp mơ màng, nhớ chàng bến rừng ôm đàn ngóng trông. Kính thưa quý vị, các tập đến xứ Huế đến, chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị một bài hát Huế tình yêu của tôi của Thu Hiền, và bản nhạc này sẽ được một đồng nghiệp là anh Lê Hùng. Xin lỗi quý vị, cái một tràng hót tay sẽ cho anh Lê Hùng trong nhạc phẩm Huế tình yêu của tôi. Ok, thì thay đổi không khí, em tên là Hùng, Lê Thị Hùng, Oronaxofacial Surgeon. Em tốt nghiệp ở trường đại học UC San Francisco in 2011. Nhưng mà để có một connection với vị thầy, với anh chị ở đây thì I was born and grew up in Vietnam, and when after high school I got accepted into cái trường đại học y dược. Cái thời đó thì tới 22,000 thí sinh dự thi. Nó chỉ chọn khoảng 300 người vô ngành y, 60 người vô ngành nha, and 60 người vô ngành dược. So the competition is really serious. Thì cái tiêu chuẩn của năm đó đó, năm 91 đó là 18 cho y, trong khi đó năm hầm mặt đó là 19. And thủ khoa của y nha dược lại là một anh chàng tinh dũng thuộc về khoa răng hàm mặt. So I have to say that all of you are the most richest group in the genius group in Vietnam. So I'm very proud to be here and honored to be here with you all. So khi mà when I left Vietnam, before I left Vietnam, my parents took me to Huế. So that's where I was born. So khi mà xuống sân tại sân cá đó, thì em nghe một cái dòng hò Huế, bấm thơ rất là hay. Khi mà tôi
dẫu về xa rồi ta mãi nhớ thương. Yeah.